Tất cả mọi người quay trở lại kênh kỷ niệm vô giá. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review nước ngọt 10.000 nha. Nước ngọt Kirin này hạn sử dụng này. Một năm nha. Đây là nước ngọt Kirin Ratte này, 440ml nha. Cái này là vị thức uống đào sữa nha, ít béo nha, không dùng chất bảo quản này. Tăng thêm 27% nữa nha. Thành phần là gồm có nước này, siro fructose này, đường này, sữa bột tách béo này, nước ép đào này, chất điều chỉnh độ axit này, sơ đậu nành này, hương liệu trái cây giống tự nhiên này, chất tạo ngọt tổng hợp nha. Bảo quản trong ngăn mát là dùng mát ngon hơn nha. Lắc nhẹ trước khi uống này, dùng sau khi mở nắp này. Thành phần có chứa sữa và sữa sơ đậu nành nha. Mình lắc nhẹ đi xong uống nha. Nhờ vặn nắp ra nha, cái này không có ga nha. Nhìn màu như là màu sữa tươi ấy. Mời mọi người thử miếng nhé. Nhìn như màu sữa tươi, màu giống kiểu màu nước gạo ấy. Trời ơi, vị quả đào kiểu như là nước ép đào ấy, ngon cực kỳ luôn. À, sữa rất là thơm nè, trong có vị đào nữa, tuyệt vời luôn ấy. Uống là nghiện luôn nha. Ngon ơi là ngon luôn ấy. Trời ơi, đã ơi là đã luôn. Mọi người mua dùng thử đi nha. Rất là tuyệt vời. Mọi người có để trong lắc xe đi, sáng dậy uống miếng rồi đi làm, tăng cường sức khỏe nha. Cảm ơn tất cả mọi người xem hết video nha. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người nha.